2022, năm nhãn hàng cẩn trọng khi hợp tác với nghệ sĩ vướng scandal. Các nhãn hàng, doanh nghiệp rất quan trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ khi mời hợp tác. Hiện tại, thương hiệu trở nên dè chừng với những ca sĩ, diễn viên vướng scandal về đời tư. Năm 2022, nhiều nghệ sĩ vướng scandal sau đó dục dịch trở lại. Điều này gây tranh cãi với giới truyền thông và khán giả. Về phía nhãn hàng, đại diện các nhãn hàng, thương hiệu trong nước chia sẻ với Zing việc các nghệ sĩ vướng bê bối đời tư sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh mà họ gây dựng trong nhiều năm. Vì thế, dù trở lại, họ cũng không được các thương hiệu để ý tới. Không một thương hiệu nào mong muốn hợp tác với một nghệ sĩ vướng scandal. Hình ảnh không tích cực hoặc vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng của họ sẽ mang đến rủi ro lớn, ảnh hưởng tới thương hiệu. Vì thế, doanh nghiệp dè chừng với nghệ sĩ từng gặp bê bối đời tư, đại diện của một doanh nghiệp cho biết. Nhãn hàng từng gỡ bỏ quảng cáo vì Hoa hậu Việt vướng scandal. Anh Nguyễn Thanh Huy, nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông cho các nhãn hàng nội địa, nhận định hình ảnh là điều kiện tiên quyết của các nhãn hàng khi quyết định mời nghệ sĩ làm đại diện thương hiệu, quảng bá. Trong trường hợp, hình ảnh của nghệ sĩ trở nên không tốt do vướng phải lùm xùm đời tư, sự nghiệp sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp. Vì thế, theo thời gian, các doanh nghiệp, nhãn hàng ngày càng thận trọng hơn khi cân nhắc hợp tác với nghệ sĩ Việt. Theo anh Huy, khi ca sĩ, diễn viên vướng bê bối nhưng quay lại hoạt động và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng, thương hiệu sẽ không bao giờ mời họ đồng hành. Quảng cáo ở các dự án. Dù là một nghệ sĩ hạng A nhưng vướng lùm xùm đời tư, lãnh đạo các doanh nghiệp cũng không chấp nhận việc mời họ quảng cáo cho thương hiệu của mình. Hình ảnh nghệ sĩ không tốt trong mắt khán giả sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu ít nhiều, thậm chí có thể khiến nhãn hàng bị tẩy chay, anh Huy nói với Zing. Chung quan điểm, ông Tô Thanh Tân, founder Ad Floris, tiết lộ từng có, nhãn hàng buộc phải gỡ bỏ quảng cáo của một hoa hậu ở Việt Nam vì người này vướng scandal đời tư. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác đau đầu để xử lý khủng hoảng truyền thông bởi người đại diện thương hiệu của họ là nghệ sĩ gặp phải lùm xùm và bị công chúng lên án. Bởi vậy, ông Tô Thanh Tân nói mỗi khi quyết định đặt bút ký kết với một nghệ sĩ trong showbiz Việt để hợp tác. Việc đầu tiên người đứng đầu của thương hiệu Ad Floris làm là xem xét người nổi tiếng, đó có từng gặp scandal nào trong quá khứ không và mức độ ra sao. Chúng tôi luôn họp rất kỹ mỗi khi quyết định hợp tác với nghệ sĩ. Đôi khi chúng tôi phải nhờ đến cả an ninh văn hóa để lựa chọn những ứng cử viên đại diện cho nhãn hàng lớn. Nếu diễn viên, ca sĩ gặp scandal, chúng tôi phải làm việc trực tiếp với họ và đánh giá khách quan, không thể nghe một chiều từ dư luận. Song chắc chắn rằng dù bê bối của nghệ sĩ ở mức độ nặng hay nhẹ đều ảnh hưởng đến công ty, ông Tô Thanh Tân nhận định, thương hiệu dè chừng với nghệ sĩ có bê bối đời tư. Bà Trần Lan Anh, phó phòng truyền thông của một công ty bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, cho Zing biết doanh nghiệp. Nhãn hàng sẽ ký kết hợp đồng với nghệ sĩ khi mời họ làm đại diện thương hiệu hoặc quảng cáo. Trong hợp đồng sẽ có những điều khoản yêu cầu nghệ sĩ phải thực hiện, bao gồm việc giữ gìn hình ảnh. Nếu nghệ sĩ vi phạm những yêu cầu trong hợp đồng thì doanh nghiệp, nhãn hàng sẽ xử lý theo các điều khoản đã ký kết. Theo quan sát của bà Lan Anh, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bê bối của nghệ sĩ. Đơn cử, một số trường hợp người hâm mộ tràn vào các fanpage, kênh của nhãn hàng để đánh một sao hoặc report khiến chủ doanh nghiệp lao đao. Trong trường hợp doanh nghiệp nhận thấy những thiệt hại về mặt kinh tế do ảnh hưởng từ bê bối của đại diện thương hiệu, họ sẽ căn cứ vào hợp đồng để xử lý, bà nói. Theo bà Lan Anh, ở các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, khi các nghệ sĩ vướng scandal đời tư, sự nghiệp, các nhãn hàng lập tức có động thái quyết liệt. Họ sẵn sàng thay thế người mẫu quảng cáo nếu đại diện hình ảnh vướng bê bối nặng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các doanh nghiệp, nhãn hàng hiếm khi có động thái tương tự. Các công ty, doanh nghiệp trong nước hiếm khi làm triệt để vấn đề này bởi câu chuyện kinh tế. Khi chiến dịch quảng cáo bắt đầu, họ làm đồng loạt từ TVC, poster quảng cáo khắp nơi. Khi gỡ bỏ để làm lại, thiệt hại kinh tế rất lớn nên doanh nghiệp chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt, bà lý giải. Bà Lan Anh nói thêm, khi nghệ sĩ vướng lùm xùm đời tư, doanh nghiệp sẽ rất dè chừng. Thông thường, sau khoảng 6 tháng đến 1 năm, nhãn hàng mới dám hợp tác lại với những nghệ sĩ như vậy. Theo ông Tô Thanh Tân, nghệ sĩ và nhãn hàng gắn bó như cá với nước. Khi trở thành đại diện thương hiệu của một nhãn hàng, doanh nghiệp, nghệ sĩ cũng trở thành thành viên, là bộ mặt hình ảnh của tổ chức. Một nghệ sĩ có hình ảnh đẹp, lối sống chuẩn mực và thái độ làm việc chỉn chu, sản phẩm được công chúng ghi nhận sẽ phần nào thúc đẩy sự đi lên của công ty. Ngược lại, nghệ sĩ cũng nhận được mức thù lao tương xứng với công sức mà họ bỏ ra. Vì thế, hai bên luôn có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh và hỗ trợ nhau phát triển. Ông Tô Thanh Tân nói trong trường hợp nghệ sĩ hợp tác với Ad Floris vướng phải bê bối đời tư. Công ty sẽ căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng như ảnh hưởng đối với thương hiệu như thế nào mà ekip sẽ có những phương án giải quyết hiệu quả nhất. Tuy nhiên, bất kỳ nhãn hàng nào cũng không mong muốn trường hợp này xảy ra. Nếu có, hai bên sẽ cố gắng giải quyết theo hướng êm đẹp và tốt nhất. Anh Nguyễn Thanh Huy nhận định, thông thường, nếu nghệ sĩ vướng phải những tin đồn,
Scandal hay lùm xùm chuyện đời tư cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu thì nhãn hàng có quyền chấm dứt hợp đồng hợp tác. Bên cạnh đó, nếu mức độ nghiêm trọng, người nghệ sĩ có thể phải bồi thường thiệt hại cho thương hiệu theo thỏa thuận được ký trong hợp đồng. Đại diện các thương hiệu thống nhất quan điểm khi nghệ sĩ có cơ hội làm đại sứ hoặc quảng cáo cho nhãn hàng cần phải biết giữ gìn hình ảnh cá nhân, sống mẫu mực và tăng cường kiến thức về sản phẩm mà họ đại diện. Họ phải tự xây dựng thương hiệu cá nhân, làm ra những sản phẩm nghệ thuật chất lượng và tạo được ảnh hưởng tốt với công chúng. Khi xảy ra sự cố, nghệ sĩ phải làm việc với doanh nghiệp, có thái độ cầu thị, chân thành và cùng nhau giải quyết những khủng hoảng truyền thông, ông Tô Thanh Tân chia sẻ.